Thì ra mọi chuyện ban đầu là như vậy. Alo, tôi nghe. Cái gì? Lấy được rồi hả? Đây là một bản hợp đồng, nhưng mà không phải là hợp đồng công việc. Mọi chuyện là sao? Thầy nói đi. Nhưng tôi chưa bao giờ gây hại với ai. Nhưng mà cái việc giam hãm tự do của người khác vì tiền là thầy đã vi phạm chuẩn mực đạo đức rồi, thầy có biết không? Anh em đi. Đang buồn chuyện gia đình đây nè. Sao vậy? Tiền nóng tiền học. Thì mà mượn bầu anh đi. Ba đại gia mà, mấy cái này không có lại gì hết trơn á. Thôi đi, mượn bầu anh làm gì? Bất công. Rồi, mọi người. Mọi người có thấy đám lĩnh không vậy? Ê, mà sao bây giờ tôi không thấy em đi học? Hồng kiếm ông quá trời luôn á. Ôi, đừng có nhắc tới Hồng nữa. Ủa, sao vậy? Thôi, đã nói đừng có nhắc tới Hồng nữa mà. Nè, đi đâu? Ôi, tính chút nợ hả? Không, không. Đúng rồi, rốt cuộc bây giờ có trả tiền không? Bây giờ có đâu mà trả. Tính lừa đảo người ta hả? Bà mới là lừa đảo á. Cái gì? Không nói lừa đảo. Ôi, hả? Thôi. Bà chọn anh Phi thiệt luôn á hả? Thôi, thiệt không vậy? Nhìn này nha, cái khuôn mặt đó, cái bụng đó, cái body đó, trời ơi, kiểu này là đảm bảo luôn, lỗ chắc